Clip này chỉ đánh giá về tổng quan bộ bài của những Kamen Rider trong thế giới Ryuki, nên Ryuga cũng như là Ryuki mình sẽ đánh giá họ chung một hạng. Cả hai Rider này đều sử dụng hai bộ bài tương tự nhau. Vị trí thứ 12 sẽ thuộc về Kurushiso, một kẻ chẳng có bất kỳ điều gì đặc biệt trong bộ bài của mình. Hai lá bài chiến đấu chủ chốt của hắn là Striven lẫn Garven đều không có quá nhiều điều đặc biệt. Khi càng cua thậm chí còn chẳng dùng để kẹp mà là dùng để tấn công trực diện. Còn Garven thì là một chiếc khiên nhỏ, chỉ đỡ được một số đòn. Ưu thế nhất của chiếc Garven này cũng có thể coi nó là chủ lực của Kurushiso, vì nó trang bị được trên cánh tay trái của hắn ta mà không cần phải cầm trực tiếp nó, khá thuận tiện cho việc chiến đấu nếu so với những tấm khiên của những rider khác, cũng như tấm khiên của Ryuki có thể mắc vào vai của anh, nhưng việc đỡ đòn tấn công thì không thể nào thuận tiện mà việc trực tiếp gắn lên tay như Kurushiso.